Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức. Nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi, xin phép bán nhà ở đâu linh nghiệm nhanh chóng hiện nay. Ở một số nơi giá bất động sản đang tăng cao nên rất nhiều người đang có nhu cầu bán nhà. Tuy nhiên, để bán được nhà không phải là một việc đơn giản. Thậm chí có những người còn làm đủ mọi cách từ quảng cáo cho đến cúng bái nhưng vẫn không sao bán được nhà. Vậy phải làm như thế nào để có thể bán được nhà nhanh chóng? Gia chủ nên xin phép bán nhà ở đâu để có được sự phù hộ? 1. Xin phép bán nhà là gì? Nghe thì có vẻ dễ hiểu nhưng hiện nay rất nhiều người không biết xin phép bán nhà là gì cũng như thắc mắc không biết trước khi bán nhà nên làm gì. Hiểu một cách đơn giản nhất thì xin phép bán nhà xuất phát từ tín ngưỡng, đức tin và phong thủy của một số người. Khi này, họ sẽ xin phép thần linh, đặc biệt là thổ địa của mảnh đất đó cho phép họ được phép bán nhà, xin phép bán nhà ở đâu linh nghiệm hiện nay. Số đông mọi người đều tin vào phong thủy và sự tồn tại của thần linh. Vì vậy, việc xin phép bán nhà từ một đấng thần linh tối cao là một lẽ đương nhiên và là một điều bắt buộc phải thực hiện. Tuy nhiên, thông thường thủ tục xin phép bán nhà thường chỉ được thực hiện ở những người tin thần linh là có thật. 2. Có thực sự cần thiết phải xin phép trước khi bán nhà không? Việc xin phép trước khi bán nhà không phải là một việc bắt buộc. Tuy nhiên, theo quan niệm của dân gian cũng như theo tín ngưỡng của người Việt Nam ta từ xưa cho đến nay thì việc xin phép trước khi bán nhà là một điều cần thiết và nên thực hiện. Đây được coi là một hình thức thể hiện sự tôn kính với bề trên thông báo về một sự kiện lớn và quan trọng mình sắp làm. Có cần thiết phải xin phép bán nhà không? Xin phép bán nhà được xem như là một hình thức thỉnh lộc giúp mang lại may mắn cho gia chủ. Từ đó, quá trình bán nhà sẽ được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc xin phép bán nhà còn là một trong cách để gia chủ ổn định tâm lý, có thể tự tin và vững vàng để bán nhà thành công với mức giá hài lòng nhất. Xin phép bán nhà là một việc cần thiết và nên thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thỉnh cầu xin lộc bán nhà, gia chủ cần phải khấn thành tâm. Có như vậy thì hiệu quả mới cao. Gia chủ tuyệt đối không nên xin phép chống đối hoặc lợi dụng nguồn sức mạnh tà ác để đạt được mục đích của mình. 3. Xin phép bán nhà ở đâu? Làm cách nào để bán được nhà nhanh nhất đang là băn khoăn của rất nhiều người. Đối với thắc mắc này, chúng tôi có gợi ý cách xin phép bán nhà như sau. 3.1 Xin phép bán nhà tại gia. Xin phép bán nhà ở đâu hiệu quả để có thể bán được nhà? Việc đầu tiên bạn cần làm đó là xin phép bán nhà tại gia. Quá trình xin phép bán nhà tại gia là hành động bạn thắp hương thật tâm xin ông bà tổ tiên phù hộ cho thuận lợi bán nhà. Ngoài ra, bạn cũng cần phải cầu khấn chân thành thổ địa xin phép cho được bán căn nhà. 3.2 Đi chùa cầu lộc bán nhà. Nếu như bạn muốn biết địa chỉ xin phép bán nhà ở đâu hiệu quả thì có thể đến chùa để thỉnh lộc bán nhà. Hiện nay, rất nhiều người đang đến chùa cầu xin bán đất với hy vọng mình có thể bán được nhà nhanh chóng. Để có thể thỉnh được lộc bán nhà tại chùa, bạn nên lựa chọn những ngôi chùa linh thiêng. Những ngôi chùa linh thiêng nhất tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể kể đến như chùa Đại Giác, chùa Người, chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc. 3.3 Xin bùa bán đất ngoài xin phép bán nhà ở chùa ra. Một số người còn tin tưởng thỉnh lộc bán nhà Thái Lan, bởi họ tin rằng bùa tài lộc của người Thái Lan có thể giúp họ bán được căn nhà nhanh chóng. Như vậy, tùy thuộc vào niềm tin của mỗi người mà sẽ có những cách xin phép bán nhà tương ứng. 4. Xin phép bán nhà thầy Bá Vi. Địa chỉ xin phép bán nhà thầy Bá Vi. Trong trường hợp bạn thực hiện theo những cách trên mà vẫn chưa bán được nhà thì có thể xin phép bán nhà bằng cách thỉnh bùa chú bán nhà của thầy Bá Vi. Thầy Bá Vi là một thầy làm bùa uy tín và linh nghiệm ở Nghệ An. Thầy có nhiều năm nghiên cứu làm bùa và có cách làm bùa bán đất riêng nên bùa linh ứng nhanh chóng. Địa chỉ làm bùa bán nhà đất thầy Bá Vi đang là địa chỉ được mọi người đánh giá cao. Các bạn nếu như muốn xin phép bán nhà của thầy Bá Vi thì có thể nhắn tin cho thầy. Sau khi tiếp xúc và hiểu được nguyện vọng của bạn, thầy sẽ bắt đầu nghiên cứu bùa giúp bạn có lộc bán nhà nhanh chóng và hiệu quả. Theo những nhận xét từ những người đã thỉnh bùa của thầy nhận xét, thầy Bá Vi cho bùa bán đất nhanh và cực kỳ linh thiêng, không chỉ giúp làm bùa thỉnh lộc bán nhà hiệu nghiệm. Thầy còn chia sẻ kinh nghiệm làm cách nào để bán nhà nhanh nhất cho gia chủ. Vì vậy, mong muốn của bạn sẽ được hoàn thành một cách sớm nhất. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé.
Vi Anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Bá Vi. 4. Liên hệ qua mail cuasotini255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.